giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe ải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á, thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình tự nhiên mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này kia chê xe xấu nha. Thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu trần áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ lên, hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi, ok, xin chào mọi người nha. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người con Suzuki GSX bản Sport GSX-R150. Xe này đăng ký 2019, biển số Sài Gòn, ý lộn, biển số tỉnh, biển số Đồng Nai. Biển số Đồng Nai. Anh em nào ở tỉnh khác thì rút hồ sơ, rồi không thì cứ ủy quyền, xe cực đẹp luôn nha. Em mới lột cơ trong, xe này mới chạy có mấy ngàn cây à. Chủ xe giữ cực kỹ luôn. Ốc tán này kia là ốc cốt, ốc tán này kia là sáng chân luôn, không có một gọi là một vết ngã nhẹ hay là gì đó đâu nha. Để xíu review chi tiết cho mọi người, con xe này gọi là con xe mạnh nhất trong phân khúc 150 luôn, 150 Sport nha. Thì nó mạnh hơn so với là R15 với lại là CBR nè, rồi Demon nè. Đó, Sport có những phân khúc đó nha. Con này nhỏ gọn hơn so với mấy chiếc đó, giá cực rẻ nữa. Rồi đem review chi tiết nè, con này cái siêu đồng hồ chưa lột luôn, là biết chủ xe giữ kỹ như thế nào luôn nè. Đó, siêu đồng hồ luôn. Rồi, smart key chìa khóa đầy đủ nè. Smart key chìa khóa này kia đầy đủ. Có cái số của ấy luôn nè. Rồi, bây giờ để em review chi tiết cho mọi người nè. Rồi, ok mọi người nha, hôm nay em giới thiệu tiếp tục con xe này cực đẹp luôn. Đây, trước giờ con xe này quá trời đẹp luôn, chủ xe giữ kỹ 2019 mà bây giờ có mấy ngàn cây à. Đó mọi người xem không? Không có lên chống độ, không có lên đồ chơi gì hết mà nhìn len ken nè. Em mới lột cao trong á, có lên được cái che cách nước à. Đây, phía trước cái chắn gió bánh kính zin nè, trong suốt nè, y chang như mới luôn nha mọi người. Đó, bản này như bản Indo nha. Như em bản Indo là nó vòm ở chỗ này nè. Còn bản Việt Nam mà nó cong cái này là luôn. Bản Việt Nam là cái mặt này nó cong cong vòng qua đây luôn nha mọi người. Với lại không có cái này, Indo thì biển số nằm trên này nè. Đó. Đây, phục trước đây. Đó, mọi người thấy không, đẹp len keng, đĩa tán sáng chân à. Đó, con này nhìn quá trời mê luôn nha, nhìn khỏi đâu luôn. Ông cá trong cốt nè. Đó, anh em nào thấy ai bán xe mà quay rõ chi tiết cho em như vậy em không? Đó, quá trời đẹp luôn, nước sơn bóng loáng luôn. Nè, quay nước sơn nè, nhìn cực kỳ đã luôn. Đó, không? Mọi người thấy lớp sơn không? Lớp sơn zin nè, quá trời đẹp luôn. 2019, 46 triệu 800 ngàn nha mọi người, Suzuki GSX bản R150. Đó, cục máy nè, nhìn quá trời đã luôn. Đó, nhìn cục máy nè, đẹp len ken, bụi bặm không có tì vết này kia này, ốc tán nè. Đó, chủ xe giữ xe nè, ốc tán quá cực, quá đẹp luôn. Đó, thấy không? Em quay phía dưới cho mọi người xem nè. Đó, giá có 46 triệu 800 ngàn thôi. Màu đỏ ngoài ra bên em có màu xanh dương nữa. Nè, đĩa thắng băng nè,
đĩa thẳng ốc tán sáng nè, đó quá trời đẹp luôn, mọi thứ là còn hoạt động hoàn hảo hết nha. Tem nè, nói chung là như xe là xe lốt này, y chang như xe thùng mà anh em đỡ tiền nó mua xe mới mà nó đẹp nữa, đời 2019 đời cao nữa nha mọi người, không có đời thấp nha. Đó mọi người thấy không, 2019 mà có một chiếc màu nó như vậy là quá đẹp luôn. Màu này nó đẹp nữa, màu nó sáng á, màu nó sáng sáng, màu đỏ nó hơi ít nha, hơi hiếm nha, màu đỏ với su hơi hiếm, thường thường đa số đang thấy màu xanh với màu đen này nó nhiều đó. À xe này có lên chống giữa đây nè nha, à, xe này chống này lên nha, tới zin của nó là không có chống đâu, zin của nó phải bắt ốc đây nè để nâng xe lên này, chủ xe lên thêm nè mọi người thấy không, ốc cốt của nhân sinh dĩa nè đó, sáng chân nè, nè nhân sinh dĩa còn ken xe ben nè, cái bằng vàng đó là ông bay rỉ đó nha, đó là trường em dưỡng xe đó nè, mọi người thấy cái đĩa bảy màu luôn nè, thấy không, là biết chủ xe đi ít hay nhiều hay là kỹ hay không đó, đó là một dấu hiệu nhìn biết đơn giản nữa, thấy không, dưới gầm này kia là ken xe ben không có hạt bụi luôn đó, bao đanh lê bò lết kiểm tra luôn, thấy không, quá trời đẹp luôn. Suzuki mẫu xe mạnh nhất trong cái khúc 150 Sport nha, có lên giá đỡ điện thoại nè, kiến thì kiến zin nè, chìa khóa sẽ mắc cây, với này là chì ấy đó nè, thêm một chìa mở xăng mở in nè, sẽ mắc cây, sẽ mắc cây đơn giản thôi, mình vô cái mức này nè thì mình rút ra cái chìa này thì mình có thể mở bình xăng, mở nắp bình xăng mở in đó, rồi khi nào mình chạy á, thì mình bắn qua mức bên này, còn khóa là bên này đó, cùng này kia là còn đẹp hết nha mọi người đó, thấy không, cùng ghi đông này kia là ốc tám sáng chân à. Đó, rồi đem đề máy cho mọi người nghe cái tiếng máy con này nè, con này máy êm ru à, mà lực nữa, nhỏ gọn thon gọn nữa, à quên sorry mọi người nha, em quên bấm công tắc, đó công tắc tạm thời á, đó quên bấm, anh em nào tắt tạm thời bấm cái này đó, tự nhiên quên nè, bao tay quá trời đẹp, còn ken xe ben hết nè, mọi thứ mọi người thấy không, nhìn là ghiền liền thấy không, đó để một phát là anh ngay em ru à, đó quá trời đẹp luôn. Giá 46.800.000 nha, xe đăng ký 2019 Odolus chưa tới 10.000 nữa, cực đẹp luôn, không thể nào chê luôn đó, chê nào tặng tiền cho đó luôn, tiền xe này đẹp lắm, nhìn quá trời đẹp luôn, nước sơn đẹp lắm, ok nha mọi người đó, máy móc em ru thì thầm luôn nè, em ru à, ok rồi rồi vậy thì xong rồi nha, thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn, đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát, thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe, cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè, tụi em tặng nhớt, tặng nó bảo hiểm, tặng nó bảo hiểm thường, tặng nhớt nha, nhớt Motul với là Hux Colin nè đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe đó. Đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây đường đi rộng rãi cho mọi người, đây cái tiệm của em đây đó, tiệm mô tô Thủ Đức, ok nha mọi người đó, tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha, trạm xe lốt đó. À em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha mọi người, thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em, rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết cứ mang tới đây em thâu hết, miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua em Boss nè, có ba hình thức trả góp, trả góp qua em Boss
thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu, rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, thiếu bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha. Từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó, em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị, xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết, có ship xe cho anh em ở tỉnh nha, có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng thì tầm có 1 triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết, hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không, quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó, ok nha mọi người, mọi người có nhu cầu thì cứ alo dùm em nha, alo dùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ. Mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn, chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn con người này người kia, thì mình cứ gọi đi có nhiêu tiền đâu, mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới để xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào. Rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.